Bật mí 6 tác dụng của trà xanh tuyết cổ thụ đối với sức khỏe. Ngày nay, rượu bia thuốc lá đang là mối đe dọa thường trực đối với cơ thể bạn, nên việc các chất có trong trà sẽ kháng lại các chất độc hại có trong rượu bia thuốc lá. Người uống trà chắc chắn sẽ có sức khỏe tốt hơn hẳn. Vì vậy uống trà là một công việc cần thiết để ngừa bệnh tật, cũng như bổ sung thêm các chất có lợi cho sức khỏe. Khoa học đã chứng minh rằng, uống 4 cốc trà một ngày đều đặn, giúp cơ thể khỏe đẹp hơn. Công dụng của trà xanh tuyết là điều không thể bàn cãi, cụ thể như sau. 1. Tác dụng của trà cổ thụ đối với tim mạch. Đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến mạng sống của bạn bất cứ lúc nào. Những người mắc bệnh này thường là người già, tuy nhiên vẫn có nhiều ở độ tuổi trung niên và số ít đối với tuổi vị thành niên. Nhưng dù là độ tuổi nào thì căn bệnh này vẫn là gánh nặng đối với mỗi con người. Những căn bệnh liên quan đến tim mạch mà mọi người hay mắc phải như cao huyết áp, đau thắt vùng ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim, hở van tim, tai biến, xơ vữa động mạch. Chính vì điều này mà việc phòng bệnh rất cần thiết. Có rất nhiều cách giúp bạn có sức khỏe tốt như tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống điều độ, uống thuốc bổ. Tuy nhiên bên cạnh đó bạn có thể dùng trà để ngừa bệnh tật nói chung cũng như bệnh tim mạch nói riêng. Trong trà có chứa các khoáng chất vitamin A, B, C giúp nhịp thở bạn ổn định hơn và đều đặn hơn. Ngoài ra công dụng trà xanh tuyết còn giúp hỗ trợ việc bơm máu vào tim đầy đủ, tim đập đều và hạn chế nhồi máu cơ tim. Không những vậy bạn còn cảm thấy phấn khởi, khỏe khoắn hơn rất nhiều khi dùng trà. 2. Công dụng trà xanh tuyết đối với máu huyết. Như chúng ta đã biết, có khoảng 5 lít máu đối với người trưởng thành. Hiện nay tình trạng thiếu máu không còn quá xa lạ với nhiều người. Một số bệnh như thiếu máu, rối loạn đường huyết, nhiễm khuẩn đường máu là một trong những bệnh thường gặp về máu. Trà xanh tuyết cổ thụ có thể giúp bạn ngăn chặn những căn bệnh này. Uống trà sẽ giúp bạn ổn định lượng máu trong cơ thể, kháng khuẩn chứng nhiễm trùng máu, kiểm soát lượng máu đưa vào các cơ quan, giúp máu lưu thông ổn định hơn. Với những tác dụng của trà cổ thụ bạn chắc chắn có một sức khỏe cường tráng. 3. Tác dụng của trà cổ thụ đối với lượng đường trong cơ thể. Uống trà giúp ngăn chặn bệnh tiểu đường, bạn đã biết chưa? Nói sơ về bệnh tiểu đường, đây là một căn bệnh đang mức báo động đối với xã hội. Hiện nay, không chỉ những người lớn, trung niên mà những thói quen dùng đường quá nhiều của giới trẻ, lại ít vận động khiến đường cao, cho nên khi lớn lên nguy cơ mắc bệnh là điều không thể tránh khỏi. Biến chứng của căn bệnh này thì bạn biết rồi đấy. Mù lòa, thoái hóa khớp, bạn thấy tác hại kinh khủng như thế nào rồi chứ? Lộc Tân Cương khuyên bạn nên uống trà, trong trà có chứa rất nhiều chất giúp giảm lượng đường trong cơ thể. 4. Công dụng trà xanh tuyết đối với việc chống lão hóa. Uống trà xanh cổ thụ giúp bạn có một làn da đẹp rạng ngời, da mặt trở nên căng mịn và sáng hơn nhờ các sinh tố C làm kích thích sản xuất collagen trong cơ thể, hỗ trợ tích cực sự tăng trưởng của các cơ da và mạch máu. Chính vì vậy, những người thường uống trà một cách khoa học có tuổi thọ cao hơn những người không uống. Tác dụng của trà cổ thụ còn giúp bạn chắc xương hơn. Các axit amin có trong trà cùng các vitamin A, B, C và khoáng chất giúp xương chắc khỏe hơn. 5. Tác dụng của trà cổ thụ đối với việc thông tiểu, bài trừ độc tố. Hãy uống trà cùng tối thiểu 2 lít nước mỗi ngày giúp bạn lợi tiểu, đẩy những độc tố bên trong cơ thể đi ra ngoài, kích thích trung khu hoạt động tích cực, thận và một số cơ quan vận động nhuần nhuyễn hơn. Hãy hạn chế việc uống nhiều bia rượu có hại cho sức khỏe. Bạn hãy uống trà vì trà tốt hơn rất nhiều đấy. 6. Công dụng trà xanh tuyết cho tinh thần bạn sảng khoái. Trung bình một ngày một người làm việc 8 tiếng mỗi ngày, có những người làm việc nhiều hơn thế nữa. Thời gian làm việc chắc chắn đôi lúc khiến bạn căng thẳng và nguy cơ stress rất cao, mà lại không có thời gian thư giãn. Thì trà lại một lần nữa giúp bạn, những tác dụng của trà cổ thụ là điều rất cần thiết để bổ sung cho cơ thể. Trà xanh tuyết cổ thụ có giá trị dinh dưỡng lớn như hàm lượng vitamin, khoáng chất, các nguyên tố vi lượng, hoạt chất bổ sung. Đặc biệt là hoạt chất thionine có trong trà có tác dụng giảm stress. Bạn có thể cảm nhận ngay sau vài lần thưởng thức trà, đặc biệt vào mỗi sáng. Thionine là một hoạt chất thiên nhiên hầu như chỉ có ở trà xanh, và trà xanh tuyết không ngoại lệ. Đây là một hợp chất axit amin rất tốt cho sức khỏe con người, mà có thể bạn chưa biết đến. Theo nghiên cứu đối với bệnh nhân tâm thần, việc bổ sung thionine giúp họ giảm bớt chứng căng thẳng, nhịp tim và huyết áp ổn định.
Vừa rồi là những chia sẻ của Lộc Tân Cương về tác dụng tuyệt vời của trà Thái Nguyên với sức khỏe. Nếu bạn có ý kiến đóng góp gì xin hãy bình luận ở dưới video này nhé. Đừng quên nhấn thích video cũng như nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ Lộc Tân Cương nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.